Chào lại gia đình đến với kênh của Lợi. Chào tất cả mọi người đang đến kênh với anh Lợi. Đi em đi đâu vậy? Em đang đi giao bánh mì với lại nước ngọt cho khách á mọi người. Ngày xưa quay lại nói chuyện mọi người nhé. Bội quá. Bây giờ thì Lợi sẽ hỗ trợ anh Khương là chúng ta sẽ cùng đi phát cái tờ rơi này. Đó. Phát tờ rơi để cho mọi người có thể biết được là anh Khương đang bán bánh mì ở đây. Mọi người có thể lại đây để ủng hộ anh Khương nha cả nhà. Đó, mọi người ủng hộ rồi sẽ cho tiền vào cái thùng đó. Mỗi người một ít, có nhiều là chơi bao nhiêu. Dạ vậy. Sáng giờ bán sao rồi anh? Sáng giờ bán đông như hôm bữa trước nhưng mà anh thấy là như bán nhiều ổ mì nó có giá hơn, có nhiều ổ mì 200 triệu 5 triệu giúp cho em mua dùng ủng hộ cho chương trình đó. Dạ. Nói chung là bán sáng giờ khoảng được 100 mấy chục ổ rồi. Em cầu chú cho anh hôm nay là mình bán được một cái doanh thu thiệt là khủng, 100 triệu trở lên nha, để anh có thể có nhiều tiền giúp đỡ người nghèo. Và bây giờ em phụ anh đi phát tờ rơi nha. Hiện tại là đang ở một cái trung tâm, nói chung là nó to đúng. Bây giờ mình sẽ đi mời những vị khách. Chị em bánh mì chưa chị? Chị mua rồi. Mua rồi hả? Đây, rồi. Chị mua một bánh mì. Dạ, đây, chị mua một bánh mì. Để ủng hộ anh Khương nha cả nhà. Đó, một chút xíu nữa là sẽ mình đi lên lại bán bánh mì luôn. Xin anh Khương cho lại lên lại phụ anh Khương lại bán bánh mì luôn nha cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi mời. Chưa? Rồi mới nè. Ăn rồi hả? Trời ơi, ăn rồi cuốn cái bỏ túi lịch sự. Mình chụp dơ không? Mình chụp cái dơ ha, mình phải để bỏ túi. Ta lại không biết cách mời sao luôn á. Để lại đi kiếm Hải cho nó chỉ lại cho. Ai? Đi tới trong hội chợ luôn rồi cả nhà ơi. Thôi bây giờ lại sẽ lại bán phụ đi. Bây giờ mời lại không biết cách mời sao. Đang sáng sớm á mọi người. Tầm thì em dự đoán là tầm trưa đổ lên là mới đông khách. Chứ sáng sớm là mọi người đang còn đi tập thể dục. Không Vin à. Không Vin gia đình với lại Hoàng Văn Thủ nhiều lắm. Đang ở Thủ Đức mà tập thể dục ở công viên Hoàng Văn Thủ. Bây giờ không tin anh với chị đi chạy ra công viên nước coi có người tập thể dục không. Trời ơi, chị bé ngủ rồi. Trương đang gặp được một fan cứng của Trương nha chị em. Đây chị em hỗ trợ anh chụp giùm cho. Trời ơi bé ngủ say luôn nhưng mà mẹ gặp được thân phận là bạn Trương Ngơ nên là đã chụp một môi hình. Sống chết có nhau lâu lâu mình đi ra giữa trung tâm không lẽ không có người quen đúng không? Đó mình đi ra mình gặp khán giả mình giao lưu rồi còn mời ai ủng hộ thì vui còn ấy thì nói chuyện giao lưu thôi. Anh em sống chết có nhau.
một đứa. Anh mới xem em đóng cái MV với anh Phương sạp quá trời. Xe. Đây là một chuyến xe thời hai thời ông sếp trưởng nè, sếp phó nè, đúng không ta? Đó, hai anh này là quyền lực nhất trong Điền Quân, nhưng mà rất là giàu tình cảm đối với mọi người nha. Anh làm là để làm từ thiện luôn á. Nói chung là anh em làm từ thiện nhiều lắm. Ai mấy cái nhạc này có bị gì ta? Nhạc không, em đăng tạp âm nhiều quá. Em cũng không biết được, nhưng mà thử đăng đi. Chứ sao biết sao được. Sao không ta? Yeah. Nói chung là ở đây tạp âm nhiều lắm. Ủa xí nha. Đúng rồi. Mẹ em có tiền chưa? Chị biết không? Ở đây tụi em là... Ê! Chị! Hai chị nó nói chuyện với chú. Dạ. Yeah. Mới chị. Dạ. 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 Có nhiều anh chị mua một ổ mì 100, 200, có anh chị mua tới 1 triệu, 2 triệu vẫn có luôn. Ổ bánh mì tình nghĩa mà, có nhiều anh chị ủng hộ bao nhiêu. Hôm nay á, là anh Khương Duột quyết tâm bán, mà khi nào mà Mạnh Thường Quân á, anh chị em mình ủng hộ cái thùng nó đầy luôn á, là lúc đó là anh Khương có một số tiền có thể thật là nhiều để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh thật là khó khăn. Hồi nãy thấy thương lắm em, nãy có cái chú bán vé số lại á, là anh Khương sẽ xin số điện thoại để sau này có thể liên lạc để trao cho ta. Chưa, phải có khách mua mới làm được chứ. Đây, hiện tại anh Khương đang bán nha. Bánh mì chả, dạ. Tục vậy bà Năm. Hello em. Chào cả nhà. Ủa em làm phụ em đọc bánh mì bà Năm. Dạ. Dạ, em đọc bánh mì. Đọc được không? Được anh, đọc cho cái ruột nó đứt ra luôn. Ồ, vợ lại thì đang hỗ trợ là gọc bánh mì để cho anh Khương có thể có mì nhanh để mình bán nha. Bánh mì giòn lắm em. Bây giờ em ngồi đây em gọc 200 ổ luôn nha. Giờ gọc từ đây tới chiều luôn không? Công việc này là mình làm dễ làm mà đúng không vợ? Đọc được nhiêu rồi? Rồi. Cái sọt này nặng 100 mẫu nè. Vợ lại đọc được rất nhiều bánh mì rồi nha cả nhà ơi. Đó, vợ lại đọc bánh mì, còn lại chút xíu nữa là sẽ lên mà là sẽ bán thử nha. Cái gì dạ? Nói là hôm nay đây. Chí là bị góp. Nhưng mà có mặt là vui rồi. Hai đứa nó nói là lúc mà hai đứa nó nhập vô dễ tưởng bây giờ là liền còn Thiên Nguyên không dám xài luôn đó, đợi khi nào anh Thu vừa làm chương trình từ thiện á thì Nguyễn thì hai đứa sẽ bắt đầu đóng góp hết số tiền đó vô để được làm vừa. Hôm nay cũng vừa rất là xúc động, vui tính quá cả nhà ơi. Anh Khương vui tính quá, rất là xúc động mà hai đứa nó bỏ vừa bỏ công mà vừa bỏ tiền nữa.
Trời. Mà tại vì hôm nay ở ngoài đường đó, nên không có thể sắp lại 100 triệu với 250 triệu. 100 triệu trừ thế thì còn không còn đủ 100 triệu, 250 triệu thì trừ thế không còn đủ. Nhưng mà hai đứa nó sẽ chuyển khoản cho tôi vừa. Thì của ít lòng nhiều thì anh em mình góp được nhiều góp. Mà nghe nói là trong 3 năm nay với lại chưa trong vòng năm nay làm cũng tích góp được số tiền nó cũng đắp vô thêm nữa. Thật ra hai bạn mà nhỏ như vậy mà có tấm lòng thiện nguyện như vậy là rất là tốt. Ồ, tự nhiên mình thấy mình tốt bụng quá. Còn bé này nó cũng không có tiền nhưng mà hôm nay nó cũng không đóng góp một tháng lương. Anh ơi coi báo tin nhắn chuyển khoản đi. Nói thì phải làm nha. Tại nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, người ta đang chờ không một cái Tết, người ta hy vọng là có 100 triệu của em, 250 triệu của em là được 350 triệu đó thì sẽ mua được nhiều món quà. Thì anh Cương nói vậy tụi em ghi nhận. Còn nếu mà bây giờ mình không nói dạ em xài hết tiền rồi em không còn tiền nữa thì nói thẳng, nó chả biết để người ta đừng có chờ đợi không. Mình thi thứ hai là vui tính thôi chứ mình không có nổ, mình không có nói đến tiền bạc thì tụi em thiệt sự có thiệt nhưng mà vợ em giữ hết rồi. Dạ. Trời ơi em thì không có người giữ gì. Mẹ không có vợ vậy nó vậy là em còn nguyên thì em chuyển liền cho anh đi không giữ. Thôi nó chơi thôi quý vị ơi, anh Cường vui tính lắm, Cường nói vậy chứ không có gì đâu, nói cho vui thôi các bạn. Chứ là hai đứa em nó phụ của vừa bán là vui rồi, đó là tấm lòng rồi, sáng lợi cũng gom góp tiền của bà con cô bác ở dưới tầm khu lên đây để gửi Cường vừa 100 triệu rồi. Lợi cũng bỏ tiền túi ra để mua hai ổ thì hai vợ chồng em, Chương thì bữa giờ cũng có mua rồi, cũng ủng hộ, cũng xe thông tin rồi, nói như vậy là quý rồi anh em, như vậy là vừa thấy là tụi nó hai đứa em sau này sẽ sống tốt á, sẽ trưởng thành á và sẽ có thích cho cuộc đời lắm á. Dạ em nếu mà thành công thì em sẽ cạnh tranh với anh là một chiếc xe nụ cười, nụ cười nữa. Nụ cười tầm vô. Bây giờ thì cảm giác là hôm nay người ta không có biết suy nghĩ sao, thấy chán được đâu, không rắn quá không biết. Nay thứ bảy mà bữa nay chắc chắn sẽ đông chứ. Đúng rồi. Giờ này ta tập thể dục của Hoàng Văn Thụ mà đúng không? Không qua đây. Em tập thể dục thế rồi. Nếu buôn bán mà chọn địa điểm sai đó là phải mua không? Phải mua cho lên em mua. Nguyên một vàng hai chiếc. Tranh nhau quay không được cả nhà ơi. Mười triệu rất lớn nha cả nhà. Rất lớn. Nhưng mà lớn thì anh còn đi làm, mình phải đi giúp cho người nữa. Giúp còn đẹp lắm. Vợ anh đúng không? Trời ơi. Nó cho em cũng giúp vợ em khổ lắm. Bây giờ mình sẽ đi buôn bán phụ anh Khương mặc dù là không có khách nha cả nhà. Anh có cáo kênh em đi. À mọi người ơi, mọi người nhớ ủng hộ kênh Facebook của Lộc, kênh YouTube. Cho mọi người tan rỡ rồi mọi người. Đứng đàng hoàng là chồng đẻ, chồng em nè, chú nè. Chúng ta đi kia. Cảm ơn con trai, dễ thương quá. Như là một gia đình, bố, con và mẹ. Mọi người ơi, mọi người nhớ ủng hộ kênh YouTube của bạn Trần Thanh Trương nha. Trần Thanh Trương làm YouTube ở đây cũng khoảng được hơn 2 tháng rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của bạn Trần Thanh Trương. Được, em được gần 30.000 người đăng ký rồi mọi người. Mọi người tìm nhiều lắm nhưng mà tại không thấy. Chứ cũng nhiều người yêu quý lắm. Em chỉ cần bấm Trần Thanh Trương là sẽ hiện lên thôi mà. Bạn Trương làm những cái cuộc sống của Trần Thanh Trương hả? Cuộc sống của Trần Thanh Trương đi đôi với một khía cạnh cuộc sống của anh Khương Dừa. Nói chung là mọi người muốn xem hậu trường về các show đồ, các show diễn trên truyền hình á, mọi người thắc mắc ở lên truyền hình nó đẹp đẽ vậy á, có bên ngoài nó làm sao thì mọi người hãy tìm tới Trần Thanh Trương để xem những cái video đó. Vâng, và hậu trường của clip anh Khương Dừa là chỉ có em mới có thôi. Đúng, đây là đệ tử ruột của anh Khương Dừa. Dạ, mong mọi người ủng hộ ạ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hãy em đi bán mì tết. Giờ nó ai đâu bán ta. Dạ dạ ok anh.
sống ở Trường Giang ghê không? Lúc đầu là anh em nhìn qua lại tưởng nó ở Trường Giang luôn á. Anh em cũng Trường Giang mà. Anh cũng Trường Giang mà. Mọi người công nhận không? Rất là giống anh Trường Giang luôn. À, anh cũng Trường Giang mà. Chụp hình bây giờ là sẽ chụp hình chung với anh nha. Vui lắm cả nhà ơi. Để em kẹo anh chùa lên cái coi. Hôm nay thì lại lên đây cũng không có gì nhiều, chỉ có một bịch khô cá dứa. Đây, khô cá dứa một nắng. Khô này là Tết thì vợ lại cũng có bán cái khô này luôn, nhưng mà ngày hôm nay là lại đem lên để tặng cho anh Khương ăn lấy thảo. Thì để kiếm có anh Khương đang đâu nha. Anh Khương ơi, anh bịch khô cá dứa ăn lấy thảo với vợ chồng em nha. Khô này ngon lắm á quý vị ăn. Nếu mà ngon nhớ quảng cáo kênh Khương Dừa. Anh về nhớ để ngăn đông nha. Đông hả? Để khô một nắng. Dạ. Mấy dạ. Ăn héo hả? Dạ, một nắng á. Rồi ngon như vô, ra bỏ lạnh liền đông. Luôn á. Dạ, dạ đúng rồi. Chịu hơi không? Không, dạ. Về anh bỏ tủ lạnh liền. Nhưng mà giờ mình có cần mở ra gì không? Hay không, không để về là chiều bỏ tủ lạnh đúng không? Tết này bán này hả? Dạ, dạ. Nếu anh ăn thấy ngon thì tụi em cho anh ăn nữa nha. Dạ. Tưởng mua. Mà chứ ăn rửa thì cũng như sẽ nhớ thẻo. Em sẽ mua tài trợ cho anh Khương là ăn khô cá dứa trọn đời. Nếu nào anh Khương bảo là anh Khương hết khô cá dứa rồi, anh muốn ăn nữa thì cứ alo em. Đấy, ship lên cho anh Khương. Tấm lòng đi từ xa lên là xách quà tặng cho Khương Dừa là vui rồi mừng nữa quý vị khán giả. Đó, chỉ những con khô thôi. Cái tình cái nghĩa thôi mà Khương Dừa cũng khoái ăn khô nữa. Thấy chưa, anh Khương khoái nhiều khô. Khi tiền bạc nó cũng cần nhưng mà... Thì không có anh ơi. anh đựng gà em út. Cảm ơn nha, cảm ơn quý vị, dạ. Cảm ơn Lợi nhiều, cảm ơn quý vị khán giả. Hôm nay Lợi nói chung tốn công mà tốn của nữa, lên phụ Dừa rồi tặng quà các kiểu nữa. Cảm ơn em rất là nhiều, hy vọng là kênh của em sẽ càng ngày phát triển. Dạ. Hôm nay em lên đây em chúc anh hôm nay kiếm được hơn 100 triệu để có thiệt là nhiều tiền để mình làm từ thiện anh không nha. Em thi thứ hai em mới có 5 phút mà kiếm được 100 triệu mà anh bán cả ngày trời quá, không được 100 triệu. Đây em do may mắn thôi. Đó. Thôi bây giờ lại cũng anh hai là có việc nên lại sẽ chơi với anh Khương tới xế chiều vậy thôi. Còn bây giờ là xin chào mẹ và tất cả quý vị khán giả ở clip sau nha. Dạ, rồi bạn Khương, bye bye mọi người. Bye.